Chào võ sư, chào các đệ tử của võ sư. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có chỉ có 2 phút thôi. 2 phút này không biết là võ sư sẽ biểu diễn thế nào với các đệ tử của mình đây để chinh phục ban giám khảo, khán giả khó tính và 5 vị giám khảo kia. 2 phút dành cho đội chúng ta bắt đầu. Xin giới thiệu võ sư Tạ Anh Dũng, câu lạc bộ K2 Team môn phái Tây Sơn Nhạn. 88% khán giả bình chọn cho nhóm chúng ta, chúng ta cộng được thêm 1 điểm. Chúc mừng. Để tập được tiết mục này thì chúng ta phải mất thời gian bao lâu hả anh Dũng? Thời gian dựng tiết mục này là 3 tháng. Tôi còn được biết là võ sư Dũng còn đánh bóng bàn rất là hay. Và bây giờ ba giám khảo sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Mời Lê Hoàng. Cái tiết mục này á thì phải nói thật thế này này, cái khó nhất của cái nghề võ nói chung và của anh nói riêng đó là giữ thăng bằng. Nếu người bình thường mà giữ thăng bằng là khó một á thì ở anh á, là khó gấp 10. Đấy là một cái điều mà có phải nói là nhìn thấy ngay lập tức. Đây là một cái tiết mục tuy nó ngắn thôi nhưng cái hay của nó là nó vẫn có cái nội dung, tức là nó vẫn có một cái kịch tính. Đấy là cái ưu điểm rất là lớn của nhóm các bạn. Nhưng mà nếu mà có một cái gì nhược điểm thì phải nói thật thế này, xem thì tôi vẫn biết là đây là võ thuật biểu diễn chứ không phải là võ thuật thật. Thì vấn đề khi ta biểu diễn ấy, thì điều quan trọng nhất là ta phải làm sao cho người ta có cảm giác như không biểu diễn, có nghĩa là cái sự gọi là tranh đấu á, nó phải xảy ra rất là quyết liệt và rất là nhanh. Thì ở đây đôi lúc là các bạn còn bị chờ. Còn cái tiết mục này nhìn chung thì tôi cho rằng là một tiết mục về mặt thẩm mỹ, về mặt kịch tính thì rất là thành công. Cảm ơn anh Hoàng. Cảm nhận của các trường thế nào? Em là có cái ý khác anh Lê Hoàng một tí. Trong cái bài biểu diễn này em thấy cái thần sắc rất là rất là uy dũng đó chứ. Em thấy đánh như thật đó chứ, anh nói sao vậy? Em nói đúng, em nói là ngay cả ở ngoài đời mà có đánh lộn thật cũng phải chờ để coi đối phương sao có đã rồi mình mới được này thế. Vậy em thấy là được rồi, quá là xuất sắc. Cảm nhận của chị Phi Nhung thế nào? Mỗi lần mà em có cái chuyện gì mà chuyện nhỏ tí xíu thôi em đã buồn, là em đã muốn chán nản rồi. Nhưng mà khi em thấy anh như vậy thì đó là một cái mà làm cho em cảm động. Em nghĩ sau này sẽ em sẽ không có không cái chuyện nhỏ nữa. Và không có bi quan mà không có ấy nữa. Anh làm cho em một bài học, em không biết nói một cái bài học về nghị lực á, về nghị lực. Anh Dũng đã để lại trong lòng khán giả một cái ấn tượng rất lớn, và điều đặc biệt anh đã thổi vào cái niềm tin, cái nghị lực để họ vượt qua nhiều khó khăn nữa trong cuộc sống. Dẫu rằng số điểm có bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng đây là chúng ta đã truyền được nghị lực và niềm tin. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Phi Nhung 10, Quốc Thuận 10, Minh Nhĩ 9, Cát Tường 9,5 và Lê Hoàng là 8,5. Tổng số điểm dành cho đội của chúng ta là 48 điểm.